e lời khuyên dân tổng kết của đức thế tôn về sắc ấm kinh văn a nan như thị thập trùng thiền na hiện cảnh giai thị sắc ấm dụng tâm giao hỗ cố hiện tư sự việt dịch a nan mười cảnh giới hiện ra trong thiền định như vậy là do sắc ấm và tâm dụng công giao xen với nhau mà có. Giảng A Nan, 10 cảnh giới đã được mô tả ở trên hiện ra khi tập trung quán chiếu trong thiền định, do sắc ấm và tâm nôn nóng dụng công giao xen nhau mà hiện ra. Cảnh giới này có liên quan với sắc ấm khi tâm dụng công hỗ tương với sự tham cứu về sắc ấm đến cùng cực. Người tu đạo ai cũng có thể trải qua cảnh giới này kinh văn chúng sanh ngoan mê bất tự thổn lượng phùng thử nhân duyên mê bất tự thức vị ngôn đăng thánh đại vọng ngữ thành đạ vô gián ngục việc dịch chúng sanh mê muội không tự xét kỹ gặp nhân duyên này mê muội không tự biết tự cho là chứng thánh thành tội đại vọng ngữ sẽ đọa vào địa ngục vô gián giảng chúng sanh mê muội không tự xét kỹ chúng sanh ngoan cố khó chuyển hóa ngu mê khó thức tình họ không tự duyệt xét lại mình để kiểm chứng lại mức độ tu học của mình ngay từ đầu gặp nhân duyên này gặp các cảnh giới ma sự mê muội không tự tự biết mình, tự cho là chứng thánh, chúng tuyên bố ồ ta là Phật, ta giác ngộ rồi, ta đã chứng được thánh quả rồi. Như vậy thành tội đại vọng ngữ, chúng thật sự đã nói những lời đại vọng ngữ. Chắc chắn chúng sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Kinh văn nhữ đẳng đương y như lai diệt hậu ư mạt pháp trung tuyên kỳ tư nghĩa vô linh thiên ma đắc kỳ phương tiện bảo trì phúc hộ thành vô thượng đạo việc gì các ông phải nương theo sau khi như lai nhập diệt trong đời mạt pháp phải truyền bá giáo pháp này đừng để cho thiên ma có cơ hội quấy phá giữ gìn che chở cho mọi chúng sanh khiến họ được thành đạo vô thượng giảng các ông phải nương theo, sau khi Như Lai nhập diệt trong đời mạt pháp phải truyền bá giáo pháp này. A Nan, ông nên hết lòng nương theo và thực hành giáo pháp mà tôi đã giảng dạy cho các ông trong đời mạt pháp, sau khi Như Lai diệt độ các ông phải truyền bá giáo pháp này. Đừng để cho thiên ma có cơ hội quấy phá, giữ gìn che chở cho mọi chúng sanh, khiến họ được thành đạo vô thượng, phải nên duy trì và bảo hộ Phật pháp chân chính mới mong được thành tựu đạo quả vô thượng.